Xe mới có nên phủ ceramic hay không và phủ ceramic có tác dụng gì? Đấy, thì hôm nay cũng xin phép là trả lời anh em là với những chiếc xe mới mà anh em có điều kiện anh em phủ được ceramic thì nó rất là tốt. Đấy, phủ ceramic có tác dụng gì? Và phủ ceramic thì có cái tác dụng là bảo vệ cái lớp sơn cho anh em nó tốt hơn. Đó, xe lúc nào cũng cảm giác là như mới. Phủ ceramic là mình sẽ phủ một cái lớp thủy tinh thể trên bề mặt sơn này để bảo vệ cái lớp sơn chống xấu màu này, và đặc biệt hơn là nó tạo cái độ bóng cho bề mặt sơn, và cái tỷ lệ bám mẩn ở trên cái bề mặt sơn này rất là ít, nên là xe anh em lúc nào cũng cảm giác sạch và mới. Đấy, cái quan trọng nhất của phủ ceramic đó là anh em có chăm sóc được xe thường xuyên hay không. Nếu như mà anh em mà không chăm sóc được xe thường xuyên mà xe anh em đi công trình nhiều và anh em không có thời gian để chăm sóc, không có thời gian spa, thì em cũng khuyên thật anh em là không nên phủ. Nếu mà anh em không chăm sóc được ấy, phủ là sẽ nói thật là bị lãng phí, nói thật là như vậy. Còn nếu như anh em có thời gian cứ lâu lâu 2 3 tháng qua bên em lại dưỡng phủ lại một lần ấy, và có điều kiện phủ thì em nên phủ, và đặc biệt những chiếc xe mà có màu xanh, màu đỏ, màu đen thì phủ lên nó rất là đẹp luôn. Như chiếc xe đây, một chiếc xe CRV cũng vừa dắt từ hãng ra luôn, bên em đã tiến hành phủ xong ceramic đây anh em nhìn này. Anh em mà chăm sóc xe và anh em yêu xe thì anh em nên phủ ceramic đó. Anh em mà muốn cần tư vấn cũng như hỗ trợ về phủ ceramic cho xe ô tô thì em mời qua Acala Thái Nguyên gặp em Hưng em nhé.